Xin chào tất cả các bạn. Mình là Minh Tâm. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tết yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, sắp đến Tết rồi phải không nào? Tết âm lịch hay còn gọi là Tết Nguyên Đán. Và dịp này, tôi chính thức là đi chơi, nhận bao lì xì và đi cùng mẹ ra chợ chọn củ đào. Hôm nay để trang trí nhà cửa các bạn ạ.